Hello anh em nhé, chào mừng anh em lại quay trở lại với kênh Vườn Lan Hoạt Quỳnh em nhé. Hôm nay tiếp tục các bạn series lại lách mầm bạch tuyết các bạn. Em lách cái mầm bạch tuyết này ra này các bạn này, cái mầm này này, đấy, cái mầm này này, đấy. Các bạn phải lách cái mầm này ra thì để cho cái mầm nó đẻ tiếp này các bạn này. Cái mầm này thì hôm trước em bị rút ngọn các bạn nhé, em rút ngọn thì nó bị có vấn đề cái lá thì em rút ngọn các bạn nhé. Nên là nó đẻ ra cái mầm này, nó đẻ ra cái mầm này thì bây giờ em sẽ lách cái mầm này ra. Lấy cái mầm này ra để cho nó đẻ tiếp này các bác này. Các bác có thể nhìn thấy đây nhá, em quay cho các bác xem này. Đấy, quay cho các bác xem. Đấy, các bác nhìn không? Ở đây nó có một cái mầm gốc rất là to này, đang chuẩn bị sưng này. Đấy, nó đang sưng này, nó sưng rất là to đây này các bác nhìn. Cái mũi dao này đấy. Đấy, mũi dao này. Đấy, thì em sẽ lách ra mục đích là để cho cái mầm này ra ngoài nó sống độc lập này. Sống độc lập này và để cho cái mầm nó đẻ. Cái mầm này nó sẽ còn khoảng hai mắt ngủ các bạn nhá. Hai mắt ngủ gốc. Nếu mà mình lách ra một cái nha các bác nhá, nó sẽ ức chế sinh trưởng. Nó ức chế sinh trưởng thì nó sẽ đẻ ngay các bạn. Nó sẽ đẻ khoảng tầm hai tuần thì nó sẽ đẻ cái mắt gốc các bạn nhá. Nó sẽ đẻ cái mắt gốc ra và ta tiếp tục khai thác tiếp các bạn. Và cũng đồng thời là vì sao em lại lách ra, vì là cái cây này nó có rễ rồi. Cái mầm này nó có rễ rồi các bạn. Mình lách ra để mình lấy để một thời gian thì trồng khoảng tầm 1-2 tháng sau, khi mà cái này là ấm chậu và cái này là phình thân to các bác nhé, thì mình sẽ tiếp tục mình làm mầm gốc của cái này. Thì mỗi một cây bạch tuyết này thường nó khoảng 3 mắt gốc các bác nhé. Nếu làm như thế thì sẽ rất lợi cho kinh tế các bạn. Còn nếu mà để mà chậu lớn thì phải chắc phải sang năm mới tính được các bạn. Khi em cũng có một chậu lớn rồi, nhưng mà em sẽ lách từ từ bước ra. Cây này thì em khai thác rất là nhiều, khai thác rất là triệt để các bác nhé. Thậm chí bây giờ số tiền nó lên cây này nó quá là lớn rồi các bạn. Đây các bác có thể thấy đây vẫn còn mắt này, đấy vẫn còn mắt này. Đấy, mai kia em sẽ khai thác luôn cái mắt này. Cái mắt này trông thế thôi nó sẽ rất là ok đấy. Đợi cái mắt này, đợi cái kia này nó lớn lên này các bạn này. Đợi kia nó lớn lên. Đấy, rồi mình sẽ cắt cái kia này mang trồng, còn cái mắt này mình sẽ mang mình trồng tiếp, mình khai thác tiếp các bạn. Đấy. Thì sau này cái mắt này nhá, em sẽ dự định của em sẽ làm mặt một cái mầm gốc và sẽ không lách ra nữa và cho nó dễ xuống đây. Xuống thẳng đây, bởi vì cây này hết mắt gốc và em khai thác hết rồi. Hết sạch xanh rồi. Bây giờ những con mắt gốc của nó có những con được 20 cm này. Đấy. Đây là một cái cây bạch tuyết này ta khai thác được rất là nhiều các bạn. Các bác có thể thấy là tận dụng một cây lan nó rất là dễ nha các bác nhá. Nó rất là tuyệt vời luôn, bởi vì các bác nhìn cái này nó bé tí này. Cái mầm bé tí nó đẻ ra cái mầm này đúng không? À, cái mầm này nó đẻ ra cái mầm này. Bây giờ ta lách cái mầm này xuống thì cái mầm này lại đẻ ra tiếp. Nó cấp độ nó nhân rất là ác các bạn. Nếu như anh em mà làm kinh tế từ hoa lan ấy thì anh em hoàn toàn yên tâm các bác nhá. À, các bác có thể nói là mình có thể nói là mình mua 50 triệu và sang năm mình cần bán 10 triệu thôi. Nếu mà mình chăm cây tốt thì mình vẫn có lãi, thậm chí là lãi rất là cao các bác nhé, lãi cực kỳ cao luôn các bạn. Đấy, nên anh em chú ý nha, cái vấn đề mà lan làm kinh tế giá lên ra xuống thì anh em nghĩ là cũng không phải bận tâm quá. Bởi vì sao? Bởi vì là cái bận tâm nhất ở đây ấy, là anh em chúng ta làm sao đã thử hỏi lại bản thân mình đã chăm cây đạt chưa, đã chăm cây ok chưa. Nếu như chăm cây đạt, chăm cây ok thì em nói thật sự với các bác là không bao giờ lỗ được các bạn. Em đã khẳng định không bao giờ lỗ được. Với cái thứ hai là anh em trong cái quãng thời gian chơi lan ấy là anh em không lên ăn sổi. Có rất nhiều người ăn sổi các bạn. Ăn sổi đâm ra thành vấn đề là nó giá cả thị trường cây lan các có thể biết nó biến động liên tục. Nên là chúng ta ăn sổi là chúng ta sẽ chết, em đảm bảo các bác luôn. Vì có thể là hôm nay chúng ta mua về chúng ta bán được, nhưng ngày mai chúng ta mua về chúng ta chưa bán được và thị trường nó xuống đúng không? Mà trong khi đó chúng ta không chủ động được dòng tiền thì là chúng ta sẽ chết, là sẽ bị gãy cánh ở chỗ đấy. Nên là các bác chú ý cho em nhé. Nếu bác nào đã xác định chơi lan thì các bác phải hướng đến một con đường lâu dài, một con đường phải nói là cực kỳ lâu dài luôn các bạn. Chứ không phải là mình ăn sổi theo những cách mà mọi người hay thường làm ở trên các hội chợ hay là các diễn đàn. Một số người đấy các bác nhé, đây em nói một số người thôi. Còn như bản thân em mua giò này các bác nhé, lúc em mua là cũng khá là cao, 3.6 tỷ. Và em đã bán được rất là nhiều. Em đã bán được rất là nhiều và em lách được ra rất là nhiều. Hiện tại bây giờ còn 15 mắt bạch tuyết con nhé. 15 mắt bạch tuyết giờ em chỉ cần bán 100 triệu mắt thôi em nó có 1.5 tỷ rồi. Mà trong khi đó số tiền thì em bán cũng khá là nhiều rồi. Thì mà trong đó những cái mầm gốc mầm tuyết này bây giờ lách ra chưa tính các bạn. Đấy, nó rất là lợi. Các bác cố gắng, các bác làm kinh tế cây hoa lan thật tốt đi. Ví dụ như cái kỳ này 100 triệu đúng không? Ví dụ như cái kỳ này 100 triệu. Bây giờ em bán tầm 120 triệu là bay ngay, nếu 150 triệu là bay ngay các bác nhé. Nó vì đó là mầm gốc, bán giá được khoảng 150 triệu, nhưng em sẽ không bán, em sẽ để nuôi thêm hai mầm gốc nữa sang năm em bán. Em bán dù sang năm đi chăng nữa nó không lên được nhiều, nó chỉ lên thêm 100 triệu thôi, thì đó là 100 triệu. Và 100 triệu các bác phải biết là nếu như một năm mình cứ chăm 100 triệu một tháng, mình cứ chăm nó lên được thêm 100 triệu thôi, thì ít nhất một tháng các bác cũng lên được bao nhiêu tiền, 10 triệu, và một ngày các bác lên được 300 nghìn, 200 đến 300 nghìn các bác nhé. Đấy,
Nhưng mà các bác chăm một năm thì không thể nói cây bình tuyết nó sẽ lên được bằng đấy tiền, mà nó sẽ lên được rất là nhiều tiền, trừ khi các bác lỗ là cái thứ nhất là các bác sai cây, cái thứ hai là các bác mua chăm cây hỏng không đạt thì nó sẽ cái tỷ lệ nó sẽ hỏng và tỷ lệ chết là rất là cao. Còn mình làm cái gì thế thôi, trong cái quãng thời gian mà mình làm thì cái quãng thời gian mà mình làm ấy thì mình phải học hỏi và trao dồi nhiều kinh nghiệm dành cho chính bản thân mình và dành cho những gì mình đang làm thì mình sẽ thành công các bạn. Đấy, thì bây giờ không lan man liên miên thì em sẽ tiến hành vào lách ra nha các bác nhá. Và lát nữa sẽ trồng cho các bác xem kết quả các bác nhá. Xin chào tất cả các bác. Các bác xem em lách nhá. Thì cũng hoàn thành xong các bạn à, các bác nhìn em cắt này. Các bác lưu ý nhá, là các bác phải hết sức nhẹ nhàng với những cái cây mà nó như thế này các bác nhé. Đây này các bác này, rất là đẹp đúng không? Cái mầm này thì sau này mình sẽ làm tiếp. Đây các bác nhìn cây này, cây nó phải rễ nó phải như này các bạn. Cây nó phải rễ như này này. Đây là cái rễ mẹ của cây, cây mẹ này các bác này. Thì nó mới đảm bảo được cái chất lượng của cái cây các bạn. Cái rễ của cái cây bạch tuyết hoặc là cây bất cứ một cây gì, cây phong lan các bác nhé. Các bác khi trồng các bác phải luôn luôn lưu ý cho giúp em là cây nó phải rễ nó phải đẹp các bác nhé. Rễ nó phải khỏe thì cây kiểu gì nó cũng khỏe các bác nhé. Các bác cứ để ý cho em, cứ đi vườn, đi các vườn các bác để ý cho em. Cây nào mà rễ hỏng thì không bao giờ phát triển được các bạn. Đấy. Ví dụ như cây này chẳng hạn, bây giờ em trồng, mai kia em trồng nó sẽ là ok. Em đảm bảo luôn cây này thì một tháng nữa thôi là bắt đầu em lại có những bộ mầm gốc mới các bạn. Là ok rồi. Mình lấp lại cái hiện trường cũ cho nó. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành em bôi keo liền da các bác nhé. Em sẽ tiến hành em bôi keo liền da cả vào cái này và cả vào cái này. Nếu các bác mà không bôi keo liền da ấy, vào những cái này khi thỏa mình tưới nước các bạn nó sẽ thấm và nó sẽ bị hỏng các bác nhé. Em xin chào tất cả các bác nhé. Tí nữa em sẽ trồng và sẽ quay lại clip cho các bác xem. Xin chào tất cả các bác. Hello anh em nhé. Vậy là sau 2 tiếng này các bác này, đây cái vết keo này đã khô lại rồi các bác này. Đấy, bây giờ mình bắt đầu tiến hành trồng cái cây này thì được một cái rễ khá là đẹp các bác nhá. Một cái rễ khá đẹp, các bác yên tâm nhé. Các bác có những cái cây mà có bị rễ như này này thì nó sẽ khả năng là nó sẽ ấy các bác nhá. Nó sẽ đẻ nhánh, đẻ nhánh ra và từ những cái nhánh này là cái rễ nó rất ok. Đấy, cây này bắt đầu là có hiện tượng thân ngọt này, ngọn này, béo thân này các bác này. Thì bây giờ em sẽ chuẩn bị được một ít giá thể này thôi. Giá thể của em thì đợt này tất cả mọi cây em trồng bằng sơ dừa các bác nhá. Cây này em trồng bằng chậu nhỏ sơ dừa và em bón phốt phân ở đây. Thì bây giờ em sẽ tiến hành em trồng và lát nữa em sẽ quay lại kết quả cho các bác xem nhá, cùng xem nhá. Hello anh em nhá. Thì em sau một khoảng thời gian rất là ngắn này, em đã trồng được cái chậu bạch tuyết này các bác nhìn này. Lên chậu nhìn nó đẹp hẳn các bạn. À, nhìn rất là phê luôn. Nhìn như này thôi các bạn, cuối năm này tầm khoảng 1 tháng 2 tháng nữa khi mà rễ ấm chậu rồi nó phình thân lên các bác nhá thì em sẽ làm 1-2 mầm gốc nữa. 2 mầm gốc, 3 mầm gốc ở cái 2 mầm gốc ở cái cân này lên thì các bác lại thấy một cây khá là ok đấy. Ví dụ như là cuối năm mình làm 2 cái mầm lên nó rơi khoảng tầm 15 sen đúng không các bác? Mỗi mầm 15 sen thôi thì là chúng ta lại có một chậu bạch tuyết ok, khá là ok rồi đúng không các bác? Nên là anh em hãy cứ chăm sóc tốt cây đi rồi mình hãng tính đến mọi chuyện sau cây này nha các bác nhá. Đây, đây là một cái mầm gốc bạch tuyết này các bác này, rất là đẹp các bác nhá. Và chậu này đã có hoa rồi. Chậu chính chủ các bác nhá. Mình không phải lo bất cứ một cái nghề gì nữa. Thì là mình chỉ lo là chăm cây làm sao cho tốt, không bị chết là mình thắng thôi các bạn, không phải lo gì cả. Hiện tại thì vào cái thời điểm này em thấy bạch tuyết khá là hot các bác nhá. Đây các bác có thể thấy là cái giá thể em trồng đây, nói qua một chút nó cũng chỉ là sơ dừa thôi các bác nhá. Sơ dừa ở bên dưới này có một ít, một lớp dưới này là phân 20-10-10 này, phân xanh này, phân buli ấy, mới lại phân chùn quế các bác nhá, bón lót cho nó. Thì sau này mà cái cây này nó mà ổn định như chăng nữa thì rễ nó ăn xuống nó sẽ ăn vào phân chùn quế và tất cả các loại phân kia. Đấy, cái video này lên chắc nó ngắn ngắn thôi, vài phút thôi các bạn. Thì vừa lách cây bạch tuyết vừa tâm sự với các bác. Hy vọng là cái video này sẽ mang tính chất giải trí cho anh em nhiều và có một số cái lời tâm sự của em. Hy vọng là mong các bác hiểu. Thôi em xin phép được kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Chúc các bác xem video vui vẻ nhé. Xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau.